Hello, xin chào các bạn đã trở lại kênh của Hoàng Tuấn TV nha. Thì trong thời gian qua thì có nhiều bạn cũng hỏi mình là vấn đề là tại sao mà hãm bơ ra bông, trái mùa. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn cái chủ đề và cái clip. Tại vườn nhà cậu mình ấy, là bơ năm nay là hầu như là toàn bơ ra trái mùa. Đó, nên để mình review và quay cho các bạn xem là bơ trái mùa trong này. Từ giờ bơ trên mình hôm nay là tháng 10, tháng 10 dương. Thì khoảng đến tháng 12 hoặc là tháng 2 dương hoặc là tháng 1 dương ấy, là bắt đầu là thu, là trái mùa rồi. Thường bơ mà đúng mùa thì là phải tháng 4, tháng 5 sang năm thì mới thu được. Thì nhưng mà đây là trái mùa, nó ra bông từ tháng 8, tháng 9, tháng 10. Nhờ phải đến tháng 12 hoặc tháng 1 thì bắt đầu là bơ mới ra được cái trái. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn và các anh chị về cái dàn bơ nhà cậu mình ở đây là ra bông rất là sai luôn. Còn khi mà ra trái mà đậu ấy, thì mình sẽ quay clip gửi đến các bạn xem. Bơ là 034 nhé các bạn. Mình hay quay clip trên đó, các bạn cũng đã coi kênh mình rất nhiều rồi. Để tiếp tục cái dàn bơ nó ra bông như nào, nó đẹp như sao nhé. Rồi mình cũng sẽ trao đổi với các bạn về cái kinh nghiệm chẳng hạn như là bơ ra trái mùa. Bơ trái mùa thì nó cũng có nhiều cái yếu tố lắm. Thứ nhất là thời tiết ở nơi đấy. Thứ hai nữa là cái cách hãm nữa. Nhưng mà nhà cậu mình thì không cần hãm, nhưng mà năm nay là chắc là do cái thời tiết nó thay đổi lên, có thể là bơ nó sẽ trái mùa. Thứ hai là nó cũng trùng hợp vào cái phần năm trước như là nhuận, mình nhớ là như thế, nhuận 2 tháng thì có thể năm nay nó sẽ thay đổi theo cái chu kỳ của nó. Mình hiện tại mình đang quay đây thì trời rất âm u, trên mình hiện Lâm Đồng là trời là mùa này mùa mưa rồi nên là trời nó tối, nên mình quay hết độ sáng này nó vẫn tối, các bạn thông cảm nhé. Giờ mời các bạn lên xem dàn bơ này nào nhé. Các bạn đi theo mình. Đó, hiện dàn bơ này các bạn. Cái này là sang năm thứ tư rồi. Sang năm thứ tư rồi. Tính tròn ra được 3 năm. Nhưng mà giống này là ghép thì nó... Năm nay nó ra trái mùa đấy các bạn. Bông rất là nhiều. Rất là nhiều. Đó, bây giờ là khoảng 3 tháng nữa là trái có thể hái được nhé. Thì mình nói rồi là tháng 10 dương thì khoảng tháng 1 dương là mình sẽ thu. Tháng 1 hoặc tháng 2 dương là mình thu đại trà rồi. Thì lúc mình thu xong thì bắt đầu đến cái đợt bông của cái đúng mùa của nó là phải tháng 4 tháng 5 thì thu được. Đó, nên là giống bơ trái mùa này là tự nhiên là theo thời tiết. Mình nghĩ là theo thời tiết và theo mùa đây thì nó rất là ok. Còn như hãm thì mình trong clip trước mình cũng đã nói các bạn rồi. Hãm thì phương pháp hãm chẳng hạn như là lúc sau thu hoạch thì mình sẽ bón tăng phân như thế nào. Rồi sau khi mà tăng phân xong đến đợt mà hoa thì mình vứt bỏ đi. Vứt bỏ cái đợt hoa chính nó đi, chính vụ đi. Thì sau mình sẽ xịt phun thuốc đó lên thì nó sẽ ra đúng trái mùa nha các bạn. Clip mình cũng đã hướng dẫn kỹ. Còn hôm nay là mình review cái này là cái hiện tượng là bông ra trái mùa tự nhiên. Hoàn toàn dàn bơ này nhà cậu mình, nhà mình hầu như là ở đây, nơi đây là ghép hết. Trên mình giờ đang là tháng 10 dương. Có thể trời rất là thời tiết rất là còn đang âm u thôi. Cây còn ra bông rất là tốt như này. Đó, mình đi vào thực tế. Mình thấy hiện tượng này mình quay cho các bạn. Ở nơi các bạn không biết là những bạn ở trồng bơ có hiện tượng như này không? Trên mình hầu như là cứ... Đấy, bông rất là đẹp nhé. Thì để phần cái đậu quả mà trái mùa như này ấy, thì mình cũng nói luôn các bạn là phải... Mình phải là dùng thuốc để nó mới đậu được nhiều thôi. Chứ trái mùa này thời tiết nó trên mình đây nó đang mưa nhiều, lạnh nhiều nữa. Mình sợ nó thối bông rất là nhiều. Bông nhiều thì đậu nó ít, nên là hoa đực nó cũng ra là nhiều lắm. Mà đó mình đây là các bạn yên tâm là đến giờ đến Tết là các bạn có bơ ăn rồi. Trên mình là như giá bơ, nếu mà giá bơ như Tết trái mùa này rất là mắc đấy các bạn, nhưng mà thực ra bù lại nó rất là ngon này. Nhưng mấy clip trước mình đã giới thiệu với các bạn tất cả các dàn bơ này hầu như là mình với cậu mình là ghép nhiều. Cái này cậu mình không có
thấy thua đây các bạn, nên là bông nó hơi bị thối nhiều đây này, đó. Vì thế mình sẽ nói cậu mình chắc cái khi ngày mai ngày mốt là sẽ xử lý thuốc thôi, để không là nó thối bông, trái mùa rất là khó nhá các bạn. Nhưng mà vẫn phải chỉ xử lý qua thuốc, chứ không có thuốc thì không đậu được đâu, không đậu nhiều, đậu ít lắm. Đấy các bạn, quay sát cho các bạn xem. Đó, gốc bơ này các bạn coi, gốc bơ này nó chừng rất là nhỏ. Đó. 3 năm mấy 4 năm vậy thôi. Lần ghép. Cắt đi ghép. Có nhiều bạn hỏi mình là cách ghép thì mình đã hướng dẫn rồi. Ghép rất là dễ. Đó. Đây cậu mình đang phá đi rất là nhiều để cấy thêm bơ đây. Đó. Cậu mình cấy cũng không được nhiều lắm. Nói chung là vườn này thì khoảng 70 cây đến gần 100 cây đổ về thôi, 70-80 cây thôi, cả nhỏ lẫn lớn. Đó, cây này thì rất là sai, gốc rất là nhỏ. Đó. Mình với cậu mình là hầu như là cấy lúc nhỏ xong rồi cắt đi ghép các bạn. Các bạn nào thích ghép thì cũng rất ghép, điện cho mình. Thế mình có mình cần phô tận mô tả, mình có để số điện thoại của mình á. Bạn nào muốn ghép bơ thì mình nói mình chỉ cách ghép bơ cho. Còn có bạn thì hỏi mình là cái đọt bơ để ghép thì mình cũng nói luôn, mùa này thì chưa lấy đọt bơ để ghép được đâu các bạn. Muốn ghép chuẩn nhất mà tốt nhất là thì thường thường là sau khi thu hoạch các bạn. Thì khi mà thu hoạch xong á thì không ai bón phân ấy, nên là cái bơ nó không có non bơ này. Đó, những cái cành non như mình chà tay này. Nó non bơ này nhiều khi nó còn bông, hoặc là những cái mắt này nó còn non. Mắt này còn non, nhiều khi mình ghép nó không, tỷ lệ sống nó không có cao. Theo kinh nghiệm của mình vậy thôi, còn có nhiều bác anh chị khác có kinh nghiệm nhiều hơn thì chắc có lẽ biết nhiều hơn em. Thì trao đổi với em hoặc là cho em biết để em học hỏi thêm ấy. Ok thì các bạn biết. Nói chung mình lúc đầu mình ghép thì thấy rất là khó, nhưng khi mình ghép xong rồi mà lên bơ mà nó bông như này thì mình thấy nó đơn giản lắm, không có gì khó đấy. Đó, thấy bơ đẹp không? Nói chung như cây này nếu mà nhỏ như cái này mà xử lý mà đúng đậu hết á thì nó cũng tầm khoảng 60-70 cái quả đó. Làm tạ thì mình không dám tại vì trái mùa rất là khó. Còn nếu đúng mùa vụ thì có khi cây này có khi cả tạ ký tạ trái là đủ 100 ký. Đó các bạn. À, bơ rất là sai nhưng mà nó do trái mùa, mưa nhiều ấy, nó cũng thối bông rất là nhiều. Cần phải xử lý. Đó, rất là đẹp. Trái mùa để rất là mắc này các bạn. Cũng mong là được năm nay được trái mùa nó đậu nhiều. Trong mày xử lý thuốc để nó đậu nhiều. To rồi. Gốc này thì có khi là 6 năm 7 năm rồi. Đó. Là cây đôi. Đó. Thì đây, khi mà gốc to đây này, là nhà em ghép. Đấy. Đấy. Thì đã bông trái mùa đây. Đấy. Thấy không? Em cũng không có bón phân và hãm hay gì hết á, để nó năm nay nó tự nhiên vậy đó. Còn hãm thì cái clip trước em đã giới thiệu rồi. Đó. Bông rất là tươi không? Này mà xử lý thuốc đẹp nữa là đậu chăm chăm. Anh nghĩ là thời tiết trên Lâm Đồng năm nay chắc có thuận lợi, thời tiết nó thay đổi hay sao đó thì chắc có lẽ là nó trái mùa. Nhưng mỗi năm thì hiếm trái mùa lắm, mà muốn trái mùa thì phải hãm. Thì hãm thì phải bón phân và xịt thuốc, phải khoanh gốc tròn gốc nó thì mới được. Đó là cây bơ già nhà các bác sang cây bơ này. Đây các bác ơi, cây này là nhỏ đấy ha, gốc chút xíu ấy. Đó, gốc chút xíu ấy mà cũng trái mùa này. Đấy, thấy không, bông đặc luôn.
đi bông đầy ngọn luôn. Đó. Bông đầy ngọn luôn ha. Thấp luôn. Để bỏ hái sao rồi. Cao có chừng có 1m6 nó đã ra bông như vậy rồi. Cái này thì quá sai rồi, bông quá trời luôn rồi. Nó là hiện tượng bông bơ 034 cháy mùa Lâm Đồng thật. Trên em hầu như là họ ít đi hám cháy mùa lắm. Thế nhưng mà cái hiện tượng đó năm nay là nó cháy mùa nhiều, hầu như là vườn nào cũng vậy hết. Em quay vườn nhà cậu em thì vườn nhà em cũng vậy. Chút nữa clip sau em sẽ quay cái vườn nhà em nó là cháy luôn. Tại tiện nay em ở nhà cậu em quay luôn. Cháy mùa thôi, các cái cây đó. Rất là sai. Đó, đến tới ngọn luôn. Cho nên bây giờ mùa này gió lắm. Gió phà phà luôn các bạn. Đó, cháy mùa. Thì có anh chị nào mà đến mùa em sẽ quay ra trái nhiều mà chín. Anh chị nào muốn ăn thì hãy comment bên dưới bình luận cho em. Cái lúc đó em sẽ quay cái đó đặt hàng bên em. Giờ thì em cũng xin dừng cái video tại đây. Hẹn các bạn và các anh chị trong đợt ra trái mùa như thế nào nhé. Và tăng trưởng của nó như nào em sẽ quay nhé. Trái nó như thế nào nhé. Còn anh chị nào có kinh nghiệm nhiều hơn về hám bơ hoặc là kinh nghiệm về trồng bơ nhiều hơn nữa thì cũng xin góp ý kiến cho em, bình luận với em ấy để trao đổi kinh nghiệm trong làm nông. Rồi xin tạm biệt, hẹn lại các bạn các anh chị trong clip tiếp tới. Các anh chị nhớ ủng hộ kênh một like và đăng ký nhé, để có động lực để em ra những cái clip mới nhất về những cái dàn cây ăn trái ở Lâm Đồng quê hương em, những cái cuộc sống ở trên đây nhé. Chào tạm biệt, bye bye, hẹn anh chị trong clip tiếp sau.